Thực hiện kế hoạch số 111 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo tỉnh Điện Biên về việc tổ chức triển khai làm nhà đại đoàn kết trên địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tùa Chùa, Điện Biên Đông. Đến nay, huyện Mường Nhé đã hoàn thành hỗ trợ 100 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong huyện. Thông qua Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo tỉnh, Tập đoàn Bamboo Capital đã hỗ trợ huyện Mường Nhé 5 tỷ đồng để làm nhà cho các hộ nghèo có nhà ở tạm bợ, rột nát. Ngay khi tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé cùng cấp ủy chính quyền địa phương và người dân tích cực triển khai. Đến nay 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo đã hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn nền cứng, khung cứng, mái cứng, trong đó mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Tính đến ngày 18 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé đã tiến hành nghiệm thu bàn giao 47 ngôi nhà đại đoàn kết, số nhà còn lại đang tiếp tục nghiệm thu, đảm bảo thực hiện xong trước Tết Nguyên đán để bà con yên tâm đón xuân mới.